Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Kiều bẫy mị dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông trong nước trong thời gian gần đây liên tục cập nhật thông tin hàng ngày về hàng ngàn Việt Kiều về nước chống dịch, rồi Việt Kiều làm loạn sân bay, chê điều kiện cách ly tại Việt Nam và rất nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng đó chỉ là một phần của sự thật, mà một nửa của sự thật không phải là một sự thật hoàn chỉnh. Khi dịch bệnh bùng phát, báo chí trong nước cũng có những bài viết về thông tin như Việt Kiều đổ bộ về nước trốn dịch hay Việt Kiều ồ ạt về nước tránh dịch. Chưa bàn đến nội dung bên trong, nhưng ngay ở tiêu đề từ Việt Kiều mà báo chí nhà nước Việt Nam sử dụng đã đặt ra nhiều vấn đề cần tranh luận. Đây là hình ảnh các trường đại học tại phương Tây đang đều đóng cửa vì dịch bệnh. Trong từ điển định nghĩa từ Kiều là ở nhờ, đi ở nhờ làng khác hay nước khác, gọi là Kiều, cư Kiều dân. Như vậy, Việt Kiều vốn có nghĩa chỉ những người Việt đang có quốc tịch Việt Nam sống nhờ các nước bên ngoài Việt Nam, chứ không chỉ là công dân khác có gốc Việt Nam. Tuy nhiên, ngày nay Việt Kiều là thuật ngữ mà nhiều người Việt Nam sống dùng để gọi toàn bộ những người Việt sống ở nước ngoài, chứ không phải là thuật ngữ mà những người Việt sống ở nước ngoài họ gọi chính họ. Nhiều người Việt định cư ở nước ngoài bày tỏ trên mạng xã hội rằng chẳng có người nước ngoài gốc Việt nào trở về nước tránh dịch cả. Những người trở về đều là du học sinh, người đi xuất khẩu lao động hoặc là những người Việt Kiều thật sự trở về vì có việc cần thiết chứ không phải về để tránh dịch. Như tin đã đưa, Facebook Bùi Thanh Hiếu, tức là blog Người Buôn Gió, đã có phân tích kỹ về tình huống này. Các nước châu Âu cho học sinh nghỉ học cả tháng, nhiều cửa hàng cũng buộc phải đóng cửa. Tự nhiên, người Việt có một kỳ nghỉ bất đắc dĩ. Tâm lý là người Việt cứ được nghỉ dài hay buộc phải nghỉ dài họ muốn về quê hương. Với muôn vàn lý do gặp gỡ thân nhân, cho con cái về gặp ông bà, về xử lý giải quyết việc cá nhân và gia đình. Những việc trước kia gác lại do bận rộn chưa thể về được, đây cũng là lúc tận dụng để về phải giải quyết. Những du học sinh cũng vậy, kỳ nghỉ dài, bệnh dịch thì chẳng biết ở đâu sẽ ác liệt hơn ở đâu. Tâm lý cứ về nhà, có gì có gia đình bên cạnh, mà chỉ vậy, nghỉ dài ngày như thế, không về nhà chơi, thăm thì ở lại trong phòng để làm cái gì. Và cũng có nhiều ý kiến cho rằng, chính cách truyền thông của báo chí nhà nước Việt Nam đang gây ra một làn sóng di cư từ châu Âu, Mỹ và các nước trở về Việt Nam của người Việt Nam ở nước ngoài, mà chủ yếu là du học sinh và lực lượng xuất khẩu lao động. Những người này vẫn mang quốc tịch Việt Nam, họ chính là người Việt Nam. Đây là hình ảnh bộ ba quyền lực của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội. Một mặt truyền thông Việt Nam dưới sự chỉ đạo toàn diện của Ban Tuyên giáo, ngày càng tô hồng về thành tích chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán của Chính phủ Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, đồng thời liên tục ca ngợi chính phủ đã gây ấn tượng và ghi điểm tốt với người dân. Cho đến thời điểm quan trọng nhất khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người mới nhận ra rằng mình đã được nhận quá nhiều từ Tổ quốc. Một loạt các câu khẩu hiệu như cuộc chiến không thể ai để lại đằng sau, tự hào quá Việt Nam ơi, có một Việt Nam kiên cường như thế, xuất hiện tràn ngập trên truyền thông đại chúng. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngạo nghễ phát biểu như sau: trên thế giới không phải nước nào cũng làm được như vậy, và nước ta có thể tự hào là đã làm được điều đó. Đảng, nhà nước luôn quan tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân, ông nói như vậy. Đến ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sau suốt thời gian vắng bóng kể từ khi Việt Nam phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán vào ngày 23 tháng 1, hay sự kiện bệnh nhân số 17 khiến dịch bệnh nhập cả vào cấm cung của Đảng là Hội đồng Lý luận Trung ương, thì xuất hiện trở lại vào ngày 20 tháng 3 cũng không kém phần tự hào khi ông nhận định như sau. Rõ ràng báo chí, dư luận nước ngoài khen ngợi, nếu không có hệ thống chính trị như của Việt Nam thì chưa chắc đã làm được. Và ông nói tiếp, chúng ta đã thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta qua công tác phòng chống dịch bệnh và rất nhiều những lời tô hồng khác. Và không chỉ bưng bít thông tin làm đẹp thành tích phòng chống dịch bệnh với dân chúng, báo chí trong nước còn đưa thông tin không chính xác, phóng đại về các diễn biến đang xảy ra tại nước ngoài. Đây là hình ảnh chiếc máy bay được thuê để chở bệnh nhân số 32 từ Anh về Việt Nam.
ngày 20 tháng 3 năm 2020, báo chí trong nước liên tục đưa tin về hóa đơn gần 35.000 đô la của một bệnh nhân trong quá trình điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ. Báo Tuổi Trẻ Online, cơ quan ngôn luận của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giật tít như sau: bệnh nhân kinh hãi nhận hóa đơn điều trị 35.000 đô la. Còn báo Thanh Niên, diễn đàn của Liên hiệp hội Thanh niên Việt Nam cũng phản ánh nội dung này trong bài viết có tựa đề điều trị bệnh ở Mỹ sốc với viện phí 35.000 đô la. Thông tin này được chia sẻ mạnh mẽ với mục đích lan truyền thông tin chi phí chữa bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Hoa Kỳ rất cao, trong khi ở Việt Nam thì miễn phí điều trị. Hay câu chuyện về bệnh nhân số 32, Tiên Nguyễn, đang sống tại Anh, đến khi bệnh viện khám và chỉ được kê đơn thuốc về nhà để tự cách ly, chứ không được xét nghiệm, chuẩn đoán như tại Việt Nam. Kết quả là gia đình Tiên phải thuê hẳn một chiếc chuyên cơ riêng với tổng chi phí gần 10 tỷ đồng để chở con gái về Việt Nam chữa trị. Câu chuyện cũng được chia sẻ rộng rãi để làm nổi bật ưu việt của chế độ. Nỗ lực không phải nước nào cũng làm được của chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Trong bối cảnh bệnh dịch, người ta cũng quên mất rằng số tiền gần 10 tỷ đồng thuê máy bay riêng rất có thể là một phần tài sản sở hữu toàn dân và một số cá nhân đã biến nó thành của riêng nhờ chiến dịch cổ phần hóa thần tốc những tài sản của nhà nước vốn thuộc về nhân dân. Truyền thông cộng sản không ngừng tuyên truyền rằng chính quyền các nước tư bản châu Âu đang thờ ơ, bỏ mặc số phận người dân, thậm chí nghiệt ngã hơn, họ chỉ chữa cho ai có khả năng sống cao vì lý do không đủ giường bệnh, máy thở và thu viện phí với giá cắt cổ. Cộng đồng cứ mải mê bị cuốn vào vòng xoáy mị dân của chính quyền với những thành tích chói lọi mà quên rằng chính quyền cộng sản độc quyền thông tin tại Việt Nam. Thủ tướng đã chỉ đạo tập trung cứu chữa cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, không để có trường hợp tử vong thì cũng chẳng ai ở Việt Nam dám tử vong vì bệnh này. Và cũng chính bởi sự khích lệ, niềm tự hào dân tộc quá đà do báo chí trong nước khởi xướng, cùng những thông tin một chiều định hướng bởi Ban Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trong cộng đồng dấy lên việc chỉ trích, phê phán, giải pháp chống dịch của các quốc gia khác. Đây là hình ảnh từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch, nơi phát hiện bệnh nhân số 19 bị phong tỏa nghiêm ngặt vào sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua. Kiêu hãnh về thành tích chống dịch bệnh theo đúng tinh thần và nghị quyết của Đảng. Nhiều người đã quay sang phê phán, thậm chí thoá mạ giải pháp các nước khác. Họ cho rằng do phương Tây đã lơ là chủ quan với dịch bệnh, làm cho dịch bệnh không được kiểm soát. Cả nước vỡ trận khiến người Việt ta đã bị tại đây đã bị vạ lây và sợ hãi, lo lắng, đổ xô về Việt Nam, một trong những nơi an toàn nhất thế giới để tránh dịch. Trên thực tế, đứng trước một đại dịch, mỗi nước sẽ có những cách giải pháp khác nhau tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, tình hình kinh tế xã hội, thể chế chế độ của mình. Châu Âu không thể phòng dịch như Việt Nam khi mà chỉ vì tiếp xúc với bệnh nhân mà mang nguyên cả F1, F2, F3, F4 đi cách ly hay phong tỏa cả một vùng. Việc tôn trọng cá nhân ở phương Tây cũng khiến người dân không và những người hàng xóm bên cạnh không thể canh giữ hoặc xem xét, dò xét những người ở bên cạnh khi họ nhiễm bệnh. Và cũng không thể nói rằng họ đang ở nước ngoài từ nơi nhiễm bệnh về để có thể cảnh báo với chính quyền. Phương Tây luôn dựa vào ý thức tự giác của mỗi người dân. Ngược lại, Việt Nam cũng chắc chắn không thể làm được như châu Âu. Khi bước vào giai đoạn dịch bùng phát nghiêm trọng, nhà nước được thực hiện giới nghiêm, chính phủ hỗ trợ không để bất cứ doanh nghiệp nào phá sản. Toàn bộ dân lao động phải nghỉ sẽ được nhà nước trả lương. Trong khi tại Việt Nam, 74% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết có nguy cơ sẽ phá sản nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài. Blogger Anh Vũ Ngô phân tích thêm như sau. Khi có khủng hoảng, người ta có xu hướng so sánh phản ứng của quốc gia mà quên mất rằng sự chuẩn bị trước khủng hoảng đóng vai trò then chốt. Để có được sự chuẩn bị này thì cần một thời gian dài để tích lũy nguồn lực phát triển, trong đó thể chế tự do hơn hẳn thể chế tập quyền nhờ kích thích được tiềm lực của nhiều tầng lớp xã hội. Không những thế, ngay cả khi bị buộc phải áp dụng những biện pháp cứng rắn, tương đương thì xã hội dân chủ cũng tỏ ra bền vững hơn nhiều so với xã hội của một nhà nước độc tài. Trong khi bảo vệ công dân của mình tại nước ngoài là nghĩa vụ và trách nhiệm của một quốc gia, thì chính quyền Việt Nam lại coi việc hỗ trợ người Việt ở nước ngoài về nước như một sự ban ơn, bố thí và buông lời miệt thị. Đây là hình ảnh truyền thông trong nước đăng tải những chiếc xe quân sự được huy động chở Việt Kiều hồi hương đi cách ly.
Trong luật quốc tế, trách nhiệm bảo hộ công dân có bao gồm các hoạt động giúp đỡ về mọi mặt mà nhà nước dành cho công dân của mình đang ở nước ngoài, kể cả trong trường hợp không có hành vi xâm hại nào tới công dân của nước họ. Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 tại khoản 3 điều 17 quy định rất rõ như sau. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ. Cùng với đó, nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã chỉ rõ việc bảo hộ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài là hết sức cần thiết, thể hiện trách nhiệm của nhà nước đối với công dân, góp phần nâng cao vị thế chính trị, uy tín của nhà nước Việt Nam đối với thế giới cũng như trong con mắt của người Việt Nam ở nước ngoài. Góp phần khuyến khích động viên này như những càng nhiều hơn trong sự đóng góp của bà con Việt Kiều vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và cũng như xin được nhấn mạnh như sau, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước là bảo vệ công dân của mình dù ở bất kỳ đâu trên thế giới. Cho nên đây không phải là việc nhà nước bố thí hay ban ơn mà các dư luận viên ngày ngày loan trên báo Tổ quốc giang tay đón đồng bào trở về hay chỉ có đất mẹ bao dung hoặc luôn giang tay đón con cái trở về, dẫn đầu con cái đó từng làm lầm lỡ. Đây là những luận điệu của các dư luận viên trên mạng và rất nhiều người đã chỉ trích kiều bào khi họ về nước. Không biết lầm lỡ ở đây là do đã lựa chọn một môi trường giáo dục tốt hơn để tích lũy kiến thức cho bản thân hay là lầm lỡ do phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền gửi về nước, nuôi gia đình khi công việc trong nước không đủ trang trải cuộc sống. Và nhà nước và chính quyền tại Việt Nam khi cần thì họ sẵn sàng chỉ đạo truyền thông trong nước, kích động chia rẽ người dân trong nước với những người Việt Nam sống ở nước ngoài. Và khi khó khăn họ lại kêu Việt Kiều đóng góp, hỗ trợ chống đại dịch và thiên tai. Đây là hình ảnh Việt Nam hào phóng hỗ trợ cho Trung Quốc chống dịch trong tình cảnh đất nước rất nhiều thiếu thốn. Cổng thông tin điện tử của Việt Nam cho biết vào ngày 8 tháng 2, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Ngoại giao khuyến khích các tổ chức quốc tế và kiều bào hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Luật sư Vũ Đức Khanh cho biết về thái độ của chính quyền từ hồi xảy ra vụ này từ ngày 23 tháng 1 cho đến bây giờ thì quả thật chính phủ Việt Nam không có những chính sách cụ thể để tiếp cận về vấn đề bệnh dịch, đã gây ra sự phản cảm, nhất là đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Vì việc phòng chống dịch bệnh của chính phủ Việt Nam đối với dân chúng trong nước vẫn còn nhiều bất cập và phải kêu gọi sự hỗ trợ các thiết bị y tế quốc tế và kiều bào, trong khi lại sốt sắng hỗ trợ Trung Quốc trang thiết bị và vật tư y tế trị giá nửa triệu đô la Mỹ để chống dịch corona. Mà theo như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được báo giới dẫn lời nói, Việt Nam trao tặng số tốt nhất mà Việt Nam có trong bối cảnh chúng tôi cũng có nhu cầu rất lớn các vật tư này. Và bản thân Việt Kiều cũng có nhiều dạng khác nhau mà chúng ta đã chứng kiến. Đây là hình ảnh căn hộ bên Mỹ rất lớn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một khu nhà được xây mới hoàn toàn và rộng rãi. Facebook Đặng Phước thì cho rằng việc dùng từ khuyến khích của Bộ Tài chính là không chuẩn xác. Ông nói chính phủ chỉ làm được việc kêu gọi Việt Kiều đầu tư về Việt Nam thì chính phủ phải có điều kiện để họ có lợi mới có khả thi. Khuyến khích mà họ không có lợi thì phỏng được Việt Nam có được cái gì. Nếu muốn cầu cạnh Việt Kiều giúp đỡ thì nói xin hỗ trợ hoặc kêu gọi cho phép chứ. Ông chia sẻ như vậy. Và ông nói thêm đừng gọi chúng tôi là Việt Kiều, là câu nói khẳng khái của những nạn nhân của chính quyền Cộng sản bị buộc phải bỏ nước ra đi hay những người đến Mỹ theo diện khác nhưng không đồng tình với chính quyền tại Hà Nội. Họ muốn được gọi là người Việt tị nạn Cộng sản hay người Việt hải ngoại mà thôi. Cũng có nhiều nhóm Việt Kiều Đỏ là thân nhân của các quan chức tại Việt Nam đã đầu tư sang du học, định cư tại các nước tư bản, chuẩn bị cho một kịch bản khi chế độ sụp đổ ở Hà Nội. Lúc đó bãi đáp cùng cơ sở vật chất đã sẵn sàng cho một làn sóng di tản mới. Và Việt Nam hiện nay có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc tại 110 quốc gia trên khắp thế giới. Đây là lực lượng rất quan trọng để bổ sung mỗi năm cho Việt Nam hơn 10 tỷ đô la tiền mặt cùng nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế. Nếu nhà cầm quyền tại Hà Nội không có biện pháp chấm dứt dùng truyền thông nhà nước gây chia rẽ kiều bào với quê hương, thì hậu quả sẽ rất nặng nề trong thời gian tới. Và cuối cùng, nghị quyết 36 dành cho người Việt Nam ở nước ngoài cũng trở thành mớ giấy lộn mà thôi.
Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.